Ok, và xin chào toàn thể ba con đã đến với channel của Lộc Vĩnh Nốt. Và clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái chế độ Word trong cái phiên bản 0.7 lần này. Và một điều rất là thú vị trong cái chế độ này đó là khi chúng ta mà bị giết ấy, thì vẫn có thể hồi sinh lại được. Và khá là hay. Và hôm nay thì mình sẽ chơi chế độ solo squad luôn, tăng độ khó cho cái chế độ này xem nó như thế nào. Và trong cái vòng bo bé như thế này thì có tận 18 người cơ. Vậy là một mình với lại VS17 anh em ạ. Đây này, một tên này. Ô, vậy là trận này sẽ bắn K98 anh em ạ. Vãi trời thật. Lúc nãy mình test trước một trận thì toàn bắn những cái dòng súng rifle thôi. Lần này thì là sniper rồi. Chỉ mình K mà thôi. Từ từ anh ơi. Quý từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ok, mình thay đạn rồi mà ta. Đùa nhau à. Ôi từ từ bình tĩnh. Rồi, nốc một tên này. Chà chà, từ từ. Bằng này lại có một tên nữa này. Làm gì đây? Ngồi này, một viên nữa thôi. Cố lên nào. Ui, không được rồi. Định mệnh cái tên nóc này. Nó cứ quấn cái chân mình, khó gì chuyển vãi. Khốn nạn thiệt chứ. Ui, không được rồi. À, thanh niên này ngồi này. Đùa cậu. Này thì quăng bom này một viên nữa rồi mà vẫn chưa chết. Gạt luôn tên này anh em ạ. Đây, tên này. Này thì lom giom này, ok. À, thì ra là cùng team à. Này thì cùng team giết luôn. Không nói nhiều. Thì cái cách thức tính điểm trong cái chế độ này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Khi chúng ta nốc được một tên thì sẽ được cộng 1 điểm. Và khi chúng ta gạt nốc thì chúng ta sẽ được cộng 3 điểm nữa. Và nếu như mà team nào mà đạt được 100 điểm đầu tiên thì team đấy sẽ chiến thắng và giành top 1 thôi. Thanh niên này đứng đây làm gì? Ok, ôi đường này có một tên nữa. Từ từ bình tĩnh anh ơi, đừng bắn em thanh thanh ạ. Ui vãi trường. Đây này. Thanh niên lòi cái đầu này lại headshot rồi. Đúng thế. Lên đây làm gì? Úi từ từ. Từ từ nói. Sao đông vậy? Thôi xong rồi, thằng này nó khát máu lắm. Ui ôi. Khó thế. Ok, mình đã hồi sinh lại luôn rồi, khá là may mắn. Thì các bạn để ý trên các bạn để ý ngay những cái số liệu ở dưới cái minimap ấy, thì cái dòng respawn in ấy, thì đấy là cái thời gian mà hồi sinh. Còn hiện tại là mình đang còn xếp hạng rank là 2/6, có nghĩa là trong cái map này có 6 team và mình đang xếp hạng thứ 2. Còn cái rating kia là cái số điểm mà mình đạt được ấy. Đó. Ơ, ngồi làm gì đây? Thanh niên không hề biết mình đứng sau lưng à? Đùa. Thanh niên này thì nhìn này, trời ơi sao lắm vậy. Không biết bắn ai rồi này anh em ạ. Giết luôn. Này thì ui đụi mạnh. Ông kia ngồi thề ngồi đúng lúc vãi. Gạt cái tên này trước đã, đề phòng team khác. Team khác mà gạt của mình là mình sẽ không được 3 điểm đâu. Mình chỉ được 1 điểm khi mình nốc ban đầu thôi. Trời ơi toàn đầu kìa. Sướng vãi. Này thì lom giom này. Định mệnh đông đấy. Mình phải cầm 2 cây K98. Bây giờ đông quá. Úi xồi ôi. Ok, cả liên 1 team luôn rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Ui từ từ. Từ từ anh ơi. Từ từ anh ơi, em thay đạn lại. Lần này thì chạy đi đâu? À nằm, này thì nằm này. Thanh niên nằm ạ. Làm gì đây? Tại sao lại nằm? Đùa. Rồi ok, đã được thêm 3 điểm nữa rồi. Cái S hàng luôn. Mình cái S hàng mình vẫn được 3 điểm đấy. Nãy mình bị cái S. Mình bị cái S mấy con hàng rồi. Khốn nạn lắm. Cái đầu này. Cái này thì khi chúng ta rơi xuống chúng ta sẽ được mặc định là K98 với lại scope 4 rồi. Và full đồ 1. Và vài miếng bandit. Đây này. Này thì nhìn này, ok, bay đầu luôn. Nhìn là 10.000 đấy. Giết luôn. Bỏ đi đâu? Bỏ đi đâu hả cưng? Bạn đừng có bỏ đi trong nơi khác, người ta cái ắt hàng của mình đấy. Ui vãi trời, quăng bom luôn kìa. Này thì ô. Ui tới chân gần. Thế cái chỗ này lộn xộn lắm anh em ạ. Chỗ nào không có tiếng súng hết ạ. Rồi một viên này. Ui cái định vậy. Vãi cả 1249 luôn ạ. Vãi xoài thật. Ôi mình tưởng là trong hòm drop thì nó chỉ cho những cây súng sniper trong ốp thôi chứ, như là M24 hay là AMKM hay là MK14 này chứ. Ai ngờ nó còn cho cả cây súng hạng nặng MG M249 thì sao đỡ được. Vậy thì bá luôn rồi anh em ạ. Này thì sao chơi. Đây này. Thanh niên bò này. Lom ra lom giọng. Ok. Một viên nữa thôi. Này thì hồi máu này, bay đầu chưa? Gạt luôn anh em ạ. Không để cứu, trong cái chế độ này thì đồng đội cứu rất là nhanh luôn. Mình thấy cứu nó tầm 1 hay 2 giây là xong rồi. Đâm ra là nốc là phải gạt luôn.
Ui, mình nghe có tiếng M249 trước mặt. Bỏ đi đâu đây, trời ạ. Đồng đội không tới cứu luôn. Làm gì, đảo này. Lần này thì đảo nữa đi, bay đầu chưa. Này thì nhìn này, giết luôn. Đấy. Ở hiện tại mình đang danh 1 rồi, quá tuyệt vời. Điểm của mình là 45/100 rồi, cố lên nào. Và nếu như trong cái khoảng thời gian mà đẹp đếm ngược kia mà chưa xong thì nó sẽ tính cái số điểm cao nhất của team đang đứng top 1. Nói chung là chế độ này khá là funny, mình khá là thích chế độ này. Này thì ngồi quấn bandit này, quay tay đúng không? Này này, lom dom này. Ôi, tên này mũ 3 hay sao ấy? Như mũ 3 anh em ạ, sao mũ nó to vậy? Ơ? Ôi, cờ liêng tìm đấy rồi. Ngồi đồng đây. Bên này cũng có này. Chạy đâu? Lút đồ này, á đồ. Anh nhân ngồi một thóc. Ôi, khó vãi trường. Bây giờ mình đang rất muốn xuống những cái hòm thính nhưng mà thôi, sợ lắm. Xung quanh đều là địch. Thế thì bệnh cứ mỗi lần mà mình căn vào đầu mình bắn thì nó lại cúi xuống nó nhặt đồ nhá. Ông này sao căn chuẩn xác vậy. Đây, này thì nhìn này. Gạt luôn. Này thì nhìn nữa đi. Bỏ đi đâu. Thôi tôi bị cay ắt mất rồi. Mất 3 điểm rồi, khốn nạn. Thằng này cay ắt đúng không? Chà. Này thì lom dom này, bay đầu chưa. Này thì cay ắt hàng này. Ui, được sau lưng nữa. Từ từ. Giết cái tên này. Chạy đi đâu đây? Mày lại mày cứu bạn đúng không? Quăng quả bom này. Ui, từ từ anh ơi. Bình tĩnh thôi, làm gì mà phải căng. Ui, vãi trường đông quá, chỗ nào cũng có người. Đây cũng có này. Ui, tiếng chân trên này dồn dập quá. Là mình hốt cả hền. À đây, thằng nhân chạy đi đâu đây? Hả? Này thì chạy này, một viên nữa thôi. Trời, đảo ghê quá. Trên này vẫn đang có người, tiếng chân nhiều vãi. Đây này, mình cãi ăn hàng luôn. Ok, tuyệt vời. Cho cái trình liếm hàng của mình nó đã thượng thừa rồi anh em ạ, liếm nhanh lắm. Chạy đi đâu? À, này thì chạy này. Giết luôn. Giết luôn. Ui, từ từ anh, bình tĩnh. Này thì ui, cao quá rồi, kê hơi cao. Nào. Hộ cái, ui, không được rồi. Giờ tên này khôn đấy. Mình áp sát mình chơi luôn này. Bình tĩnh anh ơi. Đúng rồi, nhảy đi. Snap nào. Trời ơi, bình tĩnh thôi. Ui, không được rồi. Những pha vẩy tâm bừa nhưng mà vẫn không trúng được một viên nào. Từ từ đã, mình thấy đạn đó. Rồi, lên luôn này. Ui, lại hụt nữa rồi. Tiếp nào. Ôi kìa, vẫn hụt kìa, đùa. Ui, làm gì đấy. Này thì đấm với chúng tôi này, đấm à. Này thì đấm này, thanh niên này. Chơi bạo lực quá. Rồi, mình xin. Á, chà. Này thì cứu bạn đúng không, định lại cứu bạn đúng không. Đi đâu đây. Ít sợ, hai viên rồi, nhảy nhót làm cái gì. Một viên nữa thôi. Nào, này thì nhảy với chúng tôi này. Đùa, cậu. Chết chưa? Chết chứ còn gì nữa. Ok. Từ từ đã anh em ạ, mình phải tìm từ từ trước mặt này. Này thì nhìn này, bay đầu luôn này. Mình phải tìm cái chỗ nào mình quấn vài miếng bandit đã. Ui vãi. Thanh niên nào bắn MK14 vậy? Đây đúng không? Giết cái tên auto này trước này, những cái tên auto là những cái tên rất là nguy hiểm. À. Này thì bắn nó đi. Ok, giết được cái tên MK14 rồi. Nãy mình thấy có tên nào cầm M249 nữa cơ. Cái đấy mới là càng 100 viên mà toàn bắn những cái tên sniper này sao đỡ được. Ok, mình sẽ ngồi đây mình quấn miếng bandit đã. Chứ mau yếu như thế này thì một viên K thì cũng nốc đấy. Quấn được vài miếng bandit vào biết đâu lại đỡ được một viên. Hiện tại thì mình vẫn đứng ở trên đỉnh núi này, mình bắn cả thế giới luôn thôi. Chứ xuống dưới nguy hiểm lắm. Toàn những thanh niên gọi là nằm bụi xong rồi bắn ghê lắm anh em ạ. Đây này. Ui đi mẹ, thanh niên này mũ 3. Ui ốp. Có ngoài nhặt thính rồi, có ốp mũ 3 luôn kìa. Rồi mình phải giết cái tên này, mình cướp cái ốp mới được.
Trời ơi, đây cái này sao lắm vậy? Này thì nhìn cái gì? Giết luôn. Bò đi đâu đây? Ôi, cái súng ở trên thì không biết là bạn nó hay tìm phát đây. Mình cứ gạt cho chắc ăn. Gạt luôn anh em ạ, đề phòng bị KS. À, tên ốp này bị nốc à. Ui, trời ơi. Ok, mình xin cái ốp nhá. Rồi, ốp đâu rồi? Ốp đâu? Rồi, tuyệt vời. Có ốp rồi anh em ơi. Nhưng mà nó bắn còn 9 viên này, chơi bời gì nữa. Rồi, có một tên đang chạy trên đỉnh núi này. Tiếng chân rất là dồn dập. Đâu rồi anh em? À, chào chào, thôi xong rồi, mình tụt xuống danh 2 rồi. Cố gắng lấy lại danh 1. Này thì ông này cũng mũ 3 kìa. Này thì mũ 3 này, mũ 3 gặp ốp thì cũng phải tắt điện. Gạt luôn. Bò đi đâu đây? Đứng yên, không được bò. Ôi, tới chân gần mình. Đấy rồi, bạn nói hay sao ấy? Từ từ. Ui, không xong rồi. Sao đông vậy? Từ từ thôi mấy anh ơi. Này thì nhìn này, ốp không chết. Tưởng mấy ông này yêu máu hết rồi chứ. Vẫn đang còn lùa nhau như mèo vờn chuột vậy. Đây này. Trời, một tên. Nào, đừng KS nha. Này thì KS của tôi à, nghĩ gì? Giết luôn. Đây này. Giết luôn anh em ạ. Trời ơi, còn một viên ốp thôi, sót quá cơ. Ui, vãi trường, súng gì sấy auto trước mặt mình vậy? M249 à? À, AUG, AUG. Rồi, thanh niên là Nhật Thính à. Ui, vãi trường AUG trước mặt này. Sợ thật đấy. Đây đúng không? Ui, định mệnh nó cầm AUG thế này thì sao đỡ được. Ui, lại AUG kìa. Ơ, vãi trường vậy. Ui, đi mệnh tên AUG giết nãy giờ mấy tên đấy. Thôi xong rồi. Từ từ, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi xong thôi. Ôi, vậy là cái team ấy top 1 luôn rồi anh em ạ. Mình top 2 nhỏ quá à. Sau những pha gọi là giật đổi tỷ số thì không thể nào mà lên được danh 1. Khá là nhỏ. Mình đã cũng cố gắng hết sức rồi. Cái ông kia cầm AUG KS mấy mạng liền. Ok, và mình cũng đã trải nghiệm cái chế độ World trong phiên bản 0.7 lần này. Đã ra khá là vui. Và nếu như anh em thích clip này thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra những clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh em và hẹn em vào những clip tiếp theo. Bye bye.